Hello anh em, tình hình nhà mình mới tạo một group siêu nhỏ tí hon trên Facebook có tên là Cuồng Khám Phá. Mới được mấy trăm người tham gia mà thôi. 500 anh em nếu muốn tham gia vào ngôi nhà chung của cộng đồng Taka, nhớ nhấn đường link mình để phần bình luận để vào group Facebook Cuồng Khám Phá nhá. Quẹo lựa, vào group tôi chơi đây. Chư Bát Giới là nhân vật được nhiều người biết đến vinh dạng nửa người, nửa heo. Theo Tây Du Ký bản 1986, Chư Bát Giới lúc đầu giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình, chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh. Tình cờ gặp hàng Nga trong một bữa tiệc, sẵn có men rượu trong người, Thiên Bồng Nguyên Soái đã buông lời chọc ghẹo nàng. Chuyện đến nước tai Ngọc Hoàng, Thiên Bồng Nguyên Soái bị ngài tức giận đẩy xuống hạ giới. Tuy nhiên là một câu chuyện có trong nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, nhưng phần lớn mọi người đều không để ý. Chư Bát Giới khi vừa đầu thai đã cắn chết lợn mẹ. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu đáp án nhé. Tại sao mà Chư Bát Giới vừa đầu thai đã cắn chết lợn mẹ? Câu chuyện phía sau thật sự cảm động. Như đã nói, Thiên Bồng Nguyên Soái phạm vào điều cấm kỵ trốn thiên đình nên đã bị trách phạt. Nhờ có Thái Thượng Lão Quân cầu xin, Ngọc Hoàng mới quyết định tha cho tội chết, giáng xuống trần gian. Điều này đối với Chư Bát Giới mà nói quả là rất may mắn, vì dù sao không là tướng lĩnh thiên đình thì ít nhất vẫn còn có đường sống. Nhưng điều mà Chư Bát Giới không nghĩ được tới đó là sau khi bị giáng xuống trần gian lại đầu thai nhầm chỗ, đúng lúc một con lợn mẹ chuẩn bị sinh con thì Chư Bát Giới cũng đến. Thế là Thiên Bồng Nguyên Soái bị biến thành một con lợn con. Thực ra việc này cũng làm cho Chư Bát Giới bị sốc bởi vì sẽ phải mang hình thù của lợn suốt một đời. Nhưng kỳ lạ là khi vừa mới ra đời, Chư Bát Giới đã nhanh chóng cắn chết lợn mẹ, đến cả những con lợn con cũng không qua khỏi. Thế là vì sao? Có phải vì Chư Bát Giới muốn xả giận? Nguyên nhân thực sự không phải như vậy. Hành động này của Chư Bát Giới là vì muốn tốt cho lợn mẹ và cả các anh em lợn của mình. Có lẽ nhiều người không biết rằng, ở thời kỳ cổ đại, người ta quan niệm rằng nếu một người phụ nữ sinh ra một đứa con thì vận mệnh của họ cũng sẽ thay đổi. Lợn mẹ cũng vậy. Chư Bát Giới dù sao vẫn là một Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm. Vận mệnh của Chư Bát Giới là do trời quyết định. Lợn mẹ sinh ra Chư Bát Giới, trên người cũng sẽ lưu lại chút tiên khí. Bởi vì trên thân thể những con lợn này vẫn có một chút tiên khí, Chư Bát Giới không muốn chút tiên khí đó bay đi mất. Nếu còn giữ lại được, sau khi đầu thai sẽ được trở thành người, không phải sống kiếp làm động vật nữa. Cho nên khi vừa mới ra đời, Chư Bát Giới đã nhanh chóng cắn chết cả đàn lợn vì muốn để chúng sớm được đầu thai làm người. Chư Bát Giới cũng như các loài khác, trải qua kiếp luân hồi. Tuy rằng trở thành một con lợn, nhưng cũng không vì thế mà đem lòng oán hận đổ lên đầu kẻ khác. Hành động giết lợn mẹ khi mới ra đời quả thực là rất tàn ác. Nhưng khi biết được nguyên nhân phía sau, chúng ta mới cảm phục tấm lòng của một Thiên Bồng Nguyên Soái. Không phải hàng Nga, đây mới là người khiến Chư Bát Giới si mê đến mất lý trí. Dù bị Ngọc Hoàng đẩy xuống hạ giới, đầu thai kiếp lợn, tu luyện thành tinh, nhưng Bát Giới vẫn chứng nào tật nấy. Bát Giới hóa thân thành một người giúp việc, ăn khỏe, làm khỏe và được gia đình họ Cao hết mực quý mến, đồng ý gả cho con gái là tiểu nữ Cao Thúy Lan. Quan Thế Âm Bồ Tát đặt tên cho Thiên Bồng Nguyên Soái là Chư Ngộ Năng. Chiết tự là chữ Chư nghĩa là lợn, tượng trưng cho dục vọng của người tu luyện, còn chữ Năng nghĩa là tài năng, bản lĩnh và khả năng. Chư Ngộ Năng có nghĩa là con lợn tái sinh, ngộ ra khả năng của mình. Để ám chỉ việc Bát Giới luôn tự đánh giá mình quá cao mà quên mất mình mang một hình hài kinh khủng. Dù bị Ngọc Hoàng đẩy xuống hạ giới, đầu thai kiếp lợn, tu luyện thành tinh, nhưng Bát Giới vẫn chứng nào tật nấy. Trong ngày đại hỷ, Bát Giới quá chén và vô tình hiện nguyên hình khiến Cao Lão Gia sợ hãi, Cao Thúy Lan đòi hủy hôn. Tức giận, Bát Giới đã bắt cóc Thúy Lan, nhốt nàng vào tòa hậu lâu của gia đình cô. Tôn Ngộ Không và Đường Tăng đi qua, nghe chuyện, Tôn Ngộ Không liền giả thành Cao Thúy Loan để trừng trị Chư Bát Giới. Vốn là đại tướng quân thiên giới, Lão Chư thuộc dạng cực kỳ thâm hậu. Thậm chí, 36 phép thiên cam của Bát Giới còn nguy hiểm hơn cả 72 phép địa sát của đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Thế nhưng cuối cùng, Chư Bát Giới chịu khuất phục, một lòng theo Đường Tăng bảo vệ thầy sang Tây Trúc thỉnh kinh. Dù theo sư phụ Đường Tăng đi thỉnh kinh, nhưng lòng của Chư Bát Giới vẫn nặng trĩu chuyện vợ con. Bát Giới dặn bố mẹ vợ rằng, bố mẹ trông nom nhà con cẩn thận, hễ lấy không được kinh, con lại hoàn tục về nhà làm ăn như trước.
Có lẽ cũng chính vì lý do này mà mỗi khi Đường Tăng gặp nạn, Chu Bát Giới đều thừa nước đục thả câu, chuyên bàn lùi và nằng nặc đòi về nhà. Cái tên Chư Ngộ Năng do Quan Thế Âm Bồ Tát đặt cho thì đã như lý giải ở trên, có nghĩa là con heo tái sinh, nhận ra, ngộ ra khả năng của mình. Ngụ ý việc Bát Giới luôn tự đánh giá bản thân quá cao mà quên mất mình sinh ra trong một hình hài gớm ghiếp. Riêng Tam Tạng lại có ngụ ý khác khi đặt tên Chư Bát Giới. Hai chữ Bát Giới mang nghĩa là tám danh giới bị kiềm chế, bao gồm giới tham ăn, giới háo sắc, giới tham của, giới ghen ghét, đố kỵ người tài, giới giả dối, lừa gạt, giới nhàn hạ, giới sợ khó sợ khổ, giới tham công lao. Những cảnh giới xấu xa này trong tính cách của con người đều được gửi gắm qua nhân vật Chư Bát Giới. Không chỉ có vậy, Ngô Thừa Ân khi sáng tạo ra bốn học trò của Đường Tam Tạng đã khéo léo lồng vào đó hình ảnh tâm thức của một con người. Năm thầy trò tượng trưng cho năm thuộc tính của tâm hồn. Đường Tăng tiêu biểu cho vị tha, nhân ái. Ngộ Không đại diện cho sức mạnh, trí tuệ. Sa Tăng thể hiện tính nhẫn nại. Tiểu Bạch Long cần cù, còn Chư Bát Giới điển hình cho dục vọng. Tất cả tạo nên chỉnh thể của một con người đủ phần con, phần người, phần bản năng, phần đạo đức. Tuy toàn thân mang đầy khuyết điểm, nhưng Chư Bát Giới lại đóng một vai trò quan trọng trong hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng. Trên đời này, làm gì có ai đẹp đẽ đến mức chỉ có mỗi lòng nhân ái, sức mạnh, trí tuệ và sự nhẫn nại mà không có chút dục vọng nào. Con người phàm tục không thể cao cả, vĩ đại, hoàn hảo không tì vết như vậy. Lòng tham là thứ luôn hiển hiện trong tâm hồn mỗi người, chỉ là nó được biểu hiện ra ngoài ít hay nhiều mà thôi. Chính vì thế, công bằng mà nói thì nhân vật Chư Bát Giới đã đem lại chất người rất thật cho câu chuyện thần thoại Tây Du Ký. Trong tư tưởng Á Đông, con heo, con lợn không chỉ biểu tượng cho sự sung túc, phồn thực mà còn là một ẩn dụ cho dục vọng của con người. Do đó, ý tưởng xây dựng một Chư Bát Giới tham sắc, tham của, tham công của Ngô Thừa Ân đã gặp gỡ với quan niệm về con heo của người xưa. Nói chung là Tây Du Ký và Chư Bát Giới thì đã trở thành một huyền thoại trong lòng mỗi người chúng ta rồi. Vì cứ đến mùa hè thì Đường Tăng đi thỉnh kinh mà. Và video ở đây đã hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Taka ngay lập tức nhé.